Xin chào. Xin chào. Mình là nhóm Pet. Mình là Chi, mình đến từ Đại học Ngân hàng. Mình là Ly, đến từ trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Hiện tại chúng mình đang ở Bình Dương và đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Nguyên An. Đây là một doanh nghiệp chuyên về sản xuất và gia công hàng may mặc. Các bạn có biết là hàng may mặc được sản xuất như thế nào hay không? Vậy mục đích của chúng ta đến đây ngày hôm nay là gì Chi nhỉ? Đó chính là mình cùng nhau tìm hiểu về quy trình sản xuất hàng may mặc từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến khi vận chuyển đến tay khách hàng. Các bạn cùng theo chân mình để tìm hiểu nhé. Chúng ta cùng đi nào. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Nguyên An được thành lập vào năm 2015 với quy mô nhỏ, chỉ là một xưởng may khép kín với đơn hàng gia công trong nước. Trong vòng hơn 3 năm hoạt động, công ty đã dần mở rộng quy mô sản xuất của mình và có thêm 2 xưởng nhỏ. Với quy mô hơn 220 công nhân với tay nghề cao, công ty đã xây dựng được một dây chuyền sản xuất hàng may mặc chất lượng, uy tín và quan trọng là an toàn. Khi nhận được đơn hàng, khách hàng sẽ gửi mẫu của sản phẩm mà họ muốn thực hiện cho công ty. Sau đó, nhân viên kỹ thuật của xưởng sẽ may mẫu trước để khách hàng đánh giá sản phẩm cũng như để công ty có thể ước lượng được thời gian hoàn thành một sản phẩm. Đây được xem như là một biện pháp an toàn cho cả khách hàng cũng như công ty, bởi vì khách hàng có thể nhận định được chất lượng của thành phẩm. Còn về phía công ty thì có thể ước lượng được số lượng, thời gian thực hiện của đơn hàng có nằm trong khả năng sản xuất của mình hay không, để tránh rủi ro không hoàn thành đơn hàng, ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Sau đó, nếu cùng đồng ý ký kết hợp đồng, cả hai sẽ thỏa thuận về vấn đề nguyên liệu và phụ liệu. Nhân viên kỹ thuật sẽ cho đi sơ đồ. Có hai phương pháp đi sơ đồ, một là bằng tay, hai là bằng máy. Hiện nay, phương pháp đi sơ đồ bằng máy được áp dụng phổ biến hơn. Các mẫu rập được đặt trên máy in sơ đồ. Thông qua việc nhấp chuột, dữ liệu sẽ được chuyển đến máy tính. Khi đã hoàn tất toàn bộ mẫu, sơ đồ sẽ được in từ máy in sơ đồ. Đối với công ty, việc đảm bảo an toàn cho người lao động, nhà xưởng và cho cả quy trình sản xuất là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Hiện tại là thứ nhất là tất cả những cái điện thì là không để hàng quá là lấn chiếm những cái vị trí đó. Và thứ hai là đều có dán vạch sơn ở dưới nền nhà đó. Cái vị trí nào là khu vực sản xuất. Còn điện đài thì ở đây nghĩa là khi mà công nhân ngưng làm việc thì đều bảo vệ vào sẽ kiểm tra và tắt điện kỹ trước khi ra về. Còn trong giờ làm công nhân thì nghĩa là những cái vị trí nào mà điện là mình phải nghiêm túc. Từ ổ cắm này nọ là phải chuẩn cho công nhân. Cái nào hư là sửa liền, khắc phục liền. Và có những bình phòng cháy chữa cháy là nằm quanh khu vực sản xuất. Những vị trí thoát hiểm là có bình phòng cháy chữa cháy hết. Về phương diện an toàn lao động, trước khi bắt tay vào làm việc, các công nhân được yêu cầu phải trang bị khẩu trang nhằm đảm bảo sức khỏe cho chính mình. Bắt đầu công việc tại xưởng cắt, công nhân đưa vải qua máy kiểm tra vải nhằm đo kích thước của vải, đồng thời có thể kiểm tra lỗi của vải để tránh việc thành phẩm bị kém chất lượng. Vải đã kiểm tra sẽ được trải ra, cắt thành từng tấm với kích thước bằng với sơ đồ và được xếp chồng lên nhau. Kế đến, công nhân cắt vải thành từng mảnh chi tiết của thành phẩm. Các mảnh chi tiết được phân phối đến các dây chuyền may. Dây chuyền sẽ được bắt đầu từ dưới lên trên và mỗi công nhân chịu trách nhiệm ráp và may một chi tiết. Đến công nhân cuối cùng của dây chuyền thì sản phẩm đã được hoàn thành với đầy đủ chi tiết. Thành phẩm sẽ được cắt chỉ thừa. Để đảm bảo hàng hóa đạt chất lượng, nhân viên bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ kiểm tra thành phẩm dựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật do khách hàng quy định. Các thành phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển qua bộ phận ủi, còn các sản phẩm lỗi sẽ được trả lại dây chuyền để xử lý. Thành phẩm được kiểm tra lại một lần nữa trước khi được xếp vào bao bì. Sau khi được xếp cẩn thận vào bao bì, thành phẩm sẽ được đóng vào thùng các tông và công nhân sẽ dán băng keo để đảm bảo an toàn cho các thành phẩm không bị rơi ra. Khách hàng sẽ cử nhân viên đến để kiểm kê hàng hóa. Sau khi đã hoàn tất quá trình kiểm hàng, hàng hóa sẽ được đưa vào trong xe tải và vận chuyển đến các cảng hoặc doanh nghiệp trong nước. Trong quá trình, đây là một công đoạn quan trọng và dễ phát sinh rủi ro như hàng hóa không giao đúng hạn, hàng hóa bị thấm nước, hàng hóa bị tháo dỡ hay lấy cắp. Do đó, công ty luôn có những biện pháp an toàn để giảm thiểu rủi ro này. Ở đây thì trước khi mà xe vào á, nghĩa là khi công ty làm việc thì sẽ làm việc với một công ty là vận tải. Khi người ta đưa xe vào, mình kiểm tra thùng xe an toàn thì mình mới cho vận chuyển. Tại vì hàng may mặc thì cái hàng rất là dễ thấm nước hay là này nọ đó, thì mình phải kiểm tra kỹ. Khi an toàn là thì mình cho nhập lên. Khi đóng hàng xong hết rồi á, bảo vệ sẽ ghi phiếu. Thì cái người lái xe này á, nếu mà mình giao trực tiếp thì người lái xe chịu trách nhiệm. Còn nếu mà mình cảm thấy không an toàn, mình cho người đi theo á, thì cầm phiếu theo và thậm chí là niêm phong ở phía sau.
xong khi tới bên đó mới mở niêm phong ra mới giao cho khách hàng. Vừa rồi là quy trình sản xuất hàng may mặc tại công ty Hải Nguyên An. Có thể thấy rằng ngoài việc xây dựng một chuỗi cung ứng ngày càng lớn mạnh thì yếu tố an toàn vẫn là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của một chuỗi cung ứng. Thông qua đó, chúng mình muốn gửi gắm tới các bạn một thông điệp rằng hãy đảm bảo an toàn vì bạn, vì công ty.